Ở tập trước, top 70 thí sinh của chương trình Miss Universe Tôi Là Họa Hoàng Vũ Việt Nam 2017 đã chính thức có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh để bước vào cuộc đua giành lấy ngôi vị cao nhất của Hoa Hoàng Vũ Việt Nam 2017. Xin chào top 70 thí sinh xuất sắc đến với chặng đua khốc liệt của vòng bán kết của cuộc thi Miss Universe Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017. Ngay sau đó, họ đã trải qua những bài học đầu tiên với chủ đề Tôi Tự Tin dưới sự hướng dẫn của Á hậu siêu mẫu Võ Hoàng Yến và Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015 Phạm Hương. Tại đây, các thí sinh đã học được cách thể hiện thần thái tự tin khi trình diễn trên sân khấu cũng như chinh chiến tại đấu trường quốc tế. Chúng tôi không đến đây để giành vinh miệng của tất cả các bạn. Chúng tôi đến đây để cho tất cả các bạn điều mà chúng tôi đã có, chúng tôi đã trải qua. Mai Ngô, tại sao em làm như vậy? Em không biết nói gì nữa hết. Vượt qua xuất sắc những thử thách của chương trình, Lê Thanh Tú đã bứt phá và trở thành thí sinh chiến thắng trong tập này. Những thử thách bất ngờ nào đang chờ đợi họ phía trước? Ai sẽ vượt qua và ai sẽ là người tỏa sáng để giành lấy vương miện danh giá của cuộc thi Miss Universe Hoa Hoàng Vũ Việt Nam 2017? Không có, sao hai người ôm nhau thế? Đâu có ôm đâu. Hãy đón xem trong tập tối nay. Phạm Hương lại xuất hiện thì mỗi lần Phạm Hương xuất hiện sẽ là mang một thử thách mới. Và tôi cũng không biết rằng thì ngày hôm nay Phạm Hương sẽ mang thử thách gì đến với chúng tôi. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đến với buổi huấn luyện tiếp theo của Tôi Là Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017. Buổi huấn luyện trước thì chúng ta đã được học những bài học về sự tự tin để các bạn có những kỹ năng trở thành Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017. Và ngày hôm nay tôi đến đây sẽ mang tới cho tất cả các bạn một bài học tiếp theo, bài học về sự thanh lịch. Xin mời tất cả các bạn nồng nhiệt đón chào những vị cố vấn chuyên môn rất đặc biệt của chúng ta, cô Xuân Trang, hiệu trưởng trường John Roberts Power, và dược sĩ Phạm Minh Hữu Tiến, hội đồng chuyên môn thẩm mỹ học. Khi nghe chủ đề và buổi học ngày hôm nay, tôi cảm thấy rất là thú vị và hào hứng. Đây sẽ là một buổi học đầy bổ ích và thú vị đối với tôi. Và bây giờ thì Phạm Hương sẽ xin nhường lại lời chia sẻ cho hai vị cố vấn chuyên môn của tất cả chúng ta. Và Phạm Hương xin hẹn gặp lại tất cả các bạn vào phần sau. Xin chào! Chủ đề của chúng ta hôm nay là sự thanh lịch nó bắt nguồn từ bên trong và nó xuất phát từ một trái tim cao quý. John Robert Power, ông cũng từng nói cái đẹp của người phụ nữ không phải chỉ có hình dáng bên ngoài đâu, mà cái đẹp của người phụ nữ nó sẽ bắt đầu từ gì? Nói nghe đẹp. Mà để nói nghe mà đẹp á các bạn, thì các bạn phải có một trái tim, một tâm hồn, các bạn phải có một trí tuệ. Tôi nhận ra một điều sự thanh lịch và sang trọng của một người phụ nữ, nó không chỉ ở một vẻ bề ngoài mà nó còn toát ra từ nội tâm và từ những cử chỉ hành động rất bé. Bên cạnh đó là cô muốn khi các bạn đi thể hiện có nội dung đàng hoàng trên gương mặt. Nội dung là sao? Một người nhẹ nhàng, dịu dàng, họ sẽ đi với gương mặt dịu dàng. Một người có cá tính, một người có đầy năng lượng, họ sẽ đi với sự gì cá tính, sự năng lượng. Trong vòng một phút, cô muốn các bạn tìm ra cho mình ba cái điểm đẹp nhất của mình. Em nghĩ ba điểm mạnh của em đó là sự tự tin cầu tiến. Điểm mạnh thứ hai của em là sự mạnh mẽ. Em sẽ khóc vì tình thương giữa con người, chứ em không khóc khi mà em vấp ngã một cái điều gì đó. Và điều thứ ba là tình cảm đối với gia đình. Em là người sống vì gia đình và em mong là qua chương trình này ba mẹ em sẽ nghe được lời em nói là em rất là yêu gia đình của em. Thì Hương có một chút là xúc động thì bởi vì bản thân Hương là người sống vì gia đình. Hương luôn giữ cái nề nếp của mình để mà người ta không đánh giá về gia đình mình. Và để đứng đẹp, bạn chỉ có hai kiểu đứng mà thôi. Kiểu đứng 10 giờ và kiểu đứng 2 giờ. Ngồi thì các bạn có 4 kiểu ngồi. Cô mời tất cả các bạn đứng lên, đứng 10 giờ và đứng 2 giờ. 10 giờ là chân trái các bạn sẽ phía sau, chân phải các bạn đem phía trước. Ok, rất xinh đẹp. Rồi bây giờ các bạn chuyển sang 2 giờ. Từ trước đến giờ, tôi chưa từng tham gia bất cứ một khóa đào tạo cơ bản nào về việc kỹ năng cách đi đứng. Và đó là điều tôi cảm thấy vô cùng là có ích cho bản thân mình trong cuộc thi này cũng như là sau cuộc thi. Bây giờ hàng đầu tiên các bạn sẽ ngồi thẳng lưng. Mời ngồi. Rất đẹp. Trải qua bài học của cô Xuân Trang về cách đi đứng cũng như là cách cười nói phải có những cái thần thái thật là đẹp. Đây là một cái bài học rất là khó
Tuy nhiên nó lại là một cái bài học rất là quan trọng và cần thiết để có thể hoàn thành được cái quá trình trở thành một hoa hậu. Và nội dung này thì các bạn sẽ là ăn uống thanh lịch, thì cô sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng các cái dụng cụ trên bàn tiệc. Cái thứ hai, những thứ mà nên hay không nên trên bàn tiệc. Bị choáng ngợp khi mà nhìn thấy cái bản giao đĩa, dao để ở đâu, muỗng để chỗ nào, cốc chén để ra sao và phân biệt các loại ly cốc. Thông thường thì chúng ta sẽ có một đĩa nhỏ và một đĩa to. Đĩa nhỏ dùng ăn salad, đĩa lớn thì dùng ăn chính. Vì đây là lần đầu tiên tôi được nghe nói và học những kỹ năng khi sử dụng trên bàn tiệc một cách rất bài bản. Vì vậy tôi cảm thấy rất hào hứng. Đây là cái muỗng ăn súp. Khi ăn súp, người Tây họ sẽ múc từ trong múc ra. Và khi ăn xong cái muỗng này để trong cái tô dĩa đó, các bạn để 4 giờ. Bài học hôm nay cô Xuân Trang chia sẻ cho chúng tôi thật sự rất là bổ ích, vì có những điều mà chúng ta thật sự chưa biết tới, giống như là những tiêu chuẩn mà khi chúng ta ngồi trên bàn ăn, dao nĩa rất là nhiều, chúng ta phải xử lý như thế nào. Bản thân tôi cảm thấy tự tin hơn sau bài học này. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã hoàn thành hai nội dung vô cùng thú vị. Và hai nội dung này tôi hy vọng là sẽ giúp các bạn tự tin hơn trong cái việc mà chúng ta thể hiện sự thanh lịch của mình. Bản thân tôi còn rất nhiều thiếu sót, có rất nhiều các khuyết điểm để có thể trở thành một hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Nhưng sau buổi training này tôi sẽ cố gắng, sẽ chỉnh sửa cách đi, đứng, ăn, nói, cách nói chuyện của mình. Và sau đây tôi xin mời dược sĩ Phạm Minh Hữu Tiến sẽ tiếp tục chương trình với các bạn. Xin chào các bạn, tôi là dược sĩ Tiến, thành viên của hội đồng chuyên môn về thẩm mỹ của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2017. Và tôi cũng là thành viên của Viện Hàn lâm Thẩm mỹ Nội khoa Hoa Kỳ. Và hôm nay tôi đến đây để chia sẻ với các bạn một số những cái kiến thức về cái việc mà mình tự chăm sóc bản thân mình như thế nào trong xuyên suốt cái quá trình mà cuộc thi diễn ra, để các bạn có được một cái sức khỏe tốt, một cái độ dẻo dai, cũng như là một số cái bí quyết trong cái việc là mình giữ gìn cái nhan sắc của mình như thế nào trong xuyên suốt cái cuộc thi này. Chúng tôi lại được tiếp tục học thêm về quá trình làm sao để chăm sóc bản thân và cũng như da và sức khỏe của mình. Điều này rất là cần thiết cho mỗi con người. Về cái cách mà các bạn sẽ chăm sóc khi mà các bạn phải thường xuyên tiếp xúc với tia UV thì tất nhiên là các bạn sẽ có kem chống nắng. Tuy nhiên là đôi khi như vậy vẫn chưa đủ. Vậy thì cái lối sống của chúng ta nếu như lành mạnh và ăn uống đầy đủ chất, chúng ta hoàn toàn có những cái cách để chúng ta xây dựng được cái hàng rào chống nắng nội sinh của cơ thể mình. Ngọc Anh ở Hà Nội và sau khi vào đây thì Ngọc Anh có cảm thấy là da mình cũng chưa được thích nghi cái khí hậu cũng như là cái lịch làm việc rất là căng thẳng. Dược sĩ đã cho Ngọc Anh cũng như là tất cả các thí sinh biết rằng là cái tầm quan trọng có một làn da khỏe mạnh. Và các bạn lưu ý là có thể một số bạn ở đây rất là lười uống nước. Tuy nhiên là các bạn phải biết rằng là cơ thể của chúng ta, máu chúng ta là từ nước. Và với mật độ làm việc này các bạn đừng quên uống nước, các bạn phải uống ít nhất tối thiểu một ngày phải 2 lít nước. Những chia sẻ của dược sĩ Minh Tiến đã giúp tôi rất nhiều về việc khiến cho mình trở nên đẹp hơn và khỏe hơn mỗi ngày. Cuối cùng tôi muốn trao đổi với các bạn làm thế nào để mà chúng ta có thể luôn luôn tỏa sáng. Trong một cuộc thi với lịch trình hoạt động dày đặc như thế này, chúng tôi nhận ra rằng để đảm bảo sức khỏe của mình, chúng tôi phải chú ý từng bữa ăn, giấc ngủ và cách đi đứng sao cho giữ được tâm trạng và tinh thần lạc quan nhất để có thể có một cái sức bền để vượt qua cuộc thi này. Trước khi chia tay, tôi chúc cho các bạn có một cái mùa thật là thành công với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2017. Xin chào tất cả các bạn. Tôi tin chắc rằng với những chia sẻ của các cố vấn chuyên môn, tất cả các bạn đã hiểu được sự quan trọng của các thông thanh về hướng hướng của hoa hậu vũ kỳ thế nào. Tôi phải thông báo với tất cả các bạn rằng tất cả chúng ta lại sẽ có tiếp tục một thử thách mới, và thử thách một người gia đình của các bạn sẽ là cô. Hôm nay các bạn đã được nghe những chia sẻ của tôi và dược sĩ Tiến về cách làm sao chúng ta trở nên thanh lịch hơn. Ngay bây giờ chúng ta sẽ có một thử thách khác. Các bạn hãy hoàn thành cái bài trách nhiệm với tôi và Hoa hậu Phạm Hương. Các bạn chú ý, chúng ta có 70 thí sinh nhưng mà chỉ có 15 bạn được đi vào vòng thử thách cuối cùng. Thực sự là Linh rất là bất ngờ, bởi vì là tại sao mà 70 người mà chọn có 15 người thì không biết là thi thế nào nữa. Hãy cố gắng tập trung, chúc các bạn tự tin. Và trước khi đến với thử thách này thì xin mời tất cả các bạn hãy gửi một tràng pháo tay cảm ơn tới dược sĩ Phạm Minh Hữu Tiến về sự chia sẻ của anh trong bài học ngày hôm nay. Và xin cảm ơn anh. Tất cả các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Mời tất cả các bạn vào trong để chuẩn bị cho phần thử thách của mình. Chúc các bạn thành công. Mười ba lẻ bảy, hai tụi em đang để chân sai cho nên mỗi em bị trừ một điểm. Trừ
Trời ơi, chưa làm gì cả mà đã bị trừ điểm rồi. Khi các bạn bắt đầu bước vào buổi tiệc, chúng tôi đã chấm điểm các bạn rồi. Và cho tới khi các bạn đứng dậy và bước ra khỏi bàn tiệc, tất cả những điều đó chúng tôi đều chấm điểm để đánh giá về sự thanh lịch của bạn. 316 và 114, mỗi bạn bị trừ 1 điểm. Bởi vì cách các bạn đứng không đúng. Không được vui lắm, tại vì bị trừ điểm. 109, em đứng sai. Tác phong thanh lịch thời sáng này đã được chia sẻ, em bị trừ 1 điểm. Tôi khó chịu nhất đó là những cái chi tiết nhỏ nhặt trong cái từng thử thách ban giám khảo đã đưa ra. Mời em về chỗ. Số 325 và 347, hai em đứng chào rất là tốt. Nhưng khi hai em vô bàn tiệc thì hai em bị gây tiếng động, mỗi em bị trừ 1 điểm. Cái việc trừ điểm này rất là xứng đáng, bởi vì đây là những cái kiến thức mà mình có thể ứng dụng được. Mình học, mình sẽ có 4 kiểu ngồi thanh lịch, có muốn các em ngồi kiểu số 3. Khi ban giám khảo yêu cầu tôi ngồi vị trí số 3, tôi lại ngồi nhầm vào vị trí số 1, thấy rất là hoang mang và lo lắng. Có sự chuẩn bị và có ôn lại bài, nhưng tôi không nhớ được là số thứ tự của các vị trí ngồi, nên là tôi sai. Hai em bị trừ mỗi người 1 điểm. Chúng tôi muốn nhấn mạnh với tất cả các bạn thí sinh rằng những gì các bạn đã được trải qua huấn luyện và đào tạo đòi hỏi các bạn phải tiếp thu và áp dụng nó, một cái điều mà vô cùng quan trọng. Mời các bạn cầm ly rượu vang trắng. Mời các bạn ăn món cá. Cũng khá là bối rối, không biết chi tiết cần phải dùng những cái gì. 334 em bị sai nỉa, em lấy được em thịt. Và 23 cũng bị lấy sai nỉa, em bị trừ 1 điểm. Mời các em ăn món bò kiểu Mỹ. Trước đây thì tôi cũng chưa bao giờ tham gia một bữa tiệc nào mà có đầy đủ tất cả những dao dĩa nhiều như thế, nên là lần này cũng hơi bị bối rối. Một 33 là em chưa có ăn được cái kiểu Mỹ mà em đã sắp ăn xong rồi. Trừ 1 điểm. Ăn để giao đúng kiểu Mỹ, nhưng mà cách cầm đĩa các bạn sai, mỗi bạn bị trừ 1 điểm. Cách các bạn ăn các món ăn, nhận biết các loại dao, nĩa để ăn những món ăn như thế nào cho phù hợp, đó là một trong những kỹ năng bàn tiệc vô cùng quan trọng. Mời hai em ăn món cá. 20 em bị trừ 1 điểm. Nĩa muỗng cá, em phải lấy nĩa chính giữa, em lấy muỗng nĩa của thịt rồi. Chắc có lẽ là do em thiếu tự tin hay là một chút mất bình tĩnh mà em đã không hoàn thành tốt phần thi của mình. Em Thùy cùng thi với tôi thì em đã bị mất hoàn toàn tinh thần. Đến tôi còn bị hơi run một chút xíu, thì huống gì là em ấy. Và tôi nghĩ rằng là sau lần này em ấy sẽ có một bài học. 44 ăn đúng. 220 cách em ăn cũng đúng nhưng em cầm nĩa sai. Em bị trừ 1 điểm. Chúng tôi đã thay đổi các vật dụng trên bàn, mời các bạn xử lại cho đúng. Vào bục một phát là vào thử thách luôn, cảm giác rất là lo lắng. Khi mà vừa vào đến gặp đến ban giám khảo thì tự nhiên run quá, thế là mình cũng hơi lúng túng. Muốn thành công thì phải hòa nhập với nó, và hay đang tưởng tượng hay như một nàng công chúa đang ngồi bàn tiệc. Không cảm thấy áp lực lắm, bởi vì trong khi mà cô cha training thì tôi đã rất là chú ý. Mình cũng có suy nghĩ nhưng mà mình không nhận ra là muỗng ăn súp và muỗng ăn tráng miệng là khác nhau. Thúy thấy là mình còn khá là vụng về những cái vị trí sắp xếp trên bàn. Những cái bài đó tôi đã được học nhưng hơi lúng túng nên tôi làm sai. Tôi rất lo lắng về điểm số của mình. Thật là tự hào là con gái Việt Nam, nhưng mà học hỏi văn hóa phương Tây, mang cái sự tự tin để chiến thắng. Bị trừ 1 điểm vì không có nĩa và muỗng ăn tráng miệng. Nĩa ăn chín em để ở ngoài là sai. 1 điểm nữa em bị trừ là dao em để sai. Điểm thứ tư em bị trừ là ly sai. Lúc bị trừ 4 điểm rồi nghe rất là nhiều như sét đánh ngang tai vậy. Không biết là còn điểm gì nữa để trừ nữa không. 143, đầu tiên cái dao cá vẫn còn nằm ở trên vị trí của anh tráng miệng, em bị trừ 1 điểm. 112, em bị trừ 2 điểm bởi vì em không có muỗng và nĩa ăn tráng miệng.
cô Xuân Giang là một cô giáo rất là dễ thương và đồng thời cũng rất là nghiêm túc. Nhưng mà nhờ những điều như thế thì chúng tôi mới có thể nhớ sâu hơn và nhớ kỹ. 332, dao ăn cá thì em để đầu tiên, em bị trừ 1 điểm. Cái nĩa ăn tráng miệng còn để bên trái, em bị trừ 1 điểm nữa. Cái muỗng cà phê em đang để sai vị trí. Ở cái phần thử sức này em bị trừ 3 điểm. Ôi trời ơi, sao mình bị trừ rất là nhiều điểm. Còn 242, em để cái muỗng ăn tráng miệng em để ở vị trí bên tay phải sai, em bị trừ 1 điểm. Đúng rồi, em lên trên sai ly sâm banh, em bị trừ 1 điểm, 3 điểm. Ly hoàn toàn vô hình với Thủy luôn, Thủy chỉ lo những dụng cụ thôi. Bất ngờ mà không ngờ tới là mình phải sắp xếp ly nữa. Cảm ơn hai bạn, các bạn ra ngoài. Cứ tưởng hoàn thành xong phần thi của mình, tôi đứng lên. 49, em bị trừ 1 điểm, em để thang bên phải. Nào ngờ lại để sai vị trí của thang, lại bị trừ điểm. 234, em bị trừ 1 điểm. Ăn xong, thang sẽ được ở vị trí bên trái. Em để bên phải, em bị trừ thêm 1 điểm nữa. Cô không biết là em có còn điểm hay không. Hai bên bạn, mỗi bạn đều trừ thêm 1 điểm nữa. Bây giờ khi các bạn đứng lên, khăn bàn ở chỗ các bạn đứng rất là nhăn. Sự thanh lịch có nghĩa là cô gái đó phải là người hết sức là ý tứ. Tôi cảm thấy rất là nuối tiếc bởi vì chỉ một chút sơ suất nhỏ cũng đã bị trừ 1 điểm. Thật ra thì để học một cái môn kỹ năng bàn tiệc hay là một cái phong cách thanh lịch thì các bạn sẽ cần thời gian hơn rất nhiều. Nhưng mà các bạn cũng nắm rất là chắc chắn theo yêu cầu của chúng tôi. Và tôi đánh giá cao sự nhiệt tình, sự ham học hỏi và làm việc hết mình của các em. Xin chúc mừng tất cả các bạn đã hoàn thành thử thách đầu tiên. Và sau đây tôi xin công bố kết quả. Thí sinh đầu tiên được bước vào vòng thử thách tiếp theo của buổi huấn luyện về sự thanh lịch. Xin chúc mừng thí sinh mang số báo danh 424, Hờ En Nhiê. Thí sinh mang số báo danh 346, Nguyễn Thị Ngọc Nữ, Hoàng Như Ngọc. Số báo danh 335, 414, Trịnh Thị Mỹ Duyên. Ngô Thị Cẩm Tú mang số báo danh 314, số báo danh 119, Chu Thị Minh Trang. Lê Thị Thu Trang, số báo danh 121, 210, Nguyễn Thị Thơm, 239, Phạm Lê Bình Sơn, Bùi Lý Thiên Hương, số báo danh 326, 413, Bùi Thanh Hằng. Và chúng ta chỉ còn lại hai thí sinh cuối cùng được bước vào vòng thử thách tiếp theo và đó sẽ là ai? Thí sinh mang số báo danh 327, Mai Anh. Và thí sinh cuối cùng được bước tiếp vào vòng thử thách tiếp theo sẽ là Lê Thanh Tú, số báo danh 127. Người chiến thắng sẽ được quyền ưu tiên đi thẳng vào thử thách thứ hai trong tập này. Hãy giữ phong độ và chiến thắng. Chúc mừng bạn. Và top 13 thí sinh xuất sắc ngay lập tức trở về khách sạn. Các bạn chỉ có 30 phút để làm tóc, trang điểm và thay những bộ trang phục thật đẹp để đến với thử thách tiếp theo, bữa tiệc cùng với một nhân vật đặc biệt. Cảm ơn tất cả những thí sinh còn lại. Tôi hy vọng rằng tất cả các bạn sẽ nỗ lực và giành chiến thắng ở những thử thách tiếp theo. Và xin hẹn gặp lại. Chúng tôi chỉ có 30 phút để làm tóc, make up và chọn trang phục. Nó quá là gấp gáp nên là chúng tôi đã hết sức gấp rút để chuẩn bị đồ cũng như là make up thật là đẹp. Khi bước vào nhìn thấy anh Cao Giọng thì vừa hồi hộp vừa thích và vui mừng. Em rất là vui mừng, không biết nói nào nữa nhưng mà rất tự nhiên vào đây gặp anh cái cảm giác nó như vỡ òa luôn nhé. I'm sorry, I don't understand. I can't understand. I don't really speak Vietnamese very well. Ôi chết rồi. Anh ấy nói chuyện với tôi hoàn toàn là bằng tiếng Anh và tôi cũng rất là lo lắng vì không biết nói chuyện với anh như thế nào. How old are you? 59. 59? Really? Yeah. 59? You look so young. Trời ơi, người nóng rồi. Do tâm lý vào lúc đấy rất là hồi hộp, không thể lắng nghe được anh ấy hỏi gì và tôi đã trả lời sai tuổi của mình. Sorry nha. Sorry. What's okay? Thu Trang bị Kaio dẫn dắt từ đầu tới cuối. Chúng thấy là Thu Trang rất là bối rối, rất là lúng túng khi mà gặp phải một cái rào cản rất là lớn về ngôn ngữ. Thì đây là một cái điều tiếng rất là đáng tiếc cho Thu Trang. Bonsoir.
Eso era bis. Ôi, đẹp trai quá, cao to quá. Không biết là thử thách của mình thực hiện những cái gì cùng anh đấy. Excuse me, do you speak English? My English is not so good. It's okay. But hôm nay thì sử dụng tiếng Anh cho phần thử thách này thì đối với Ngọc đó không phải là một thử thách gì quá lớn. Tại vì Ngọc đã là du học sinh ở bên Mỹ được 5 năm rồi. Are you okay? You have some water? How can I help you? Ông này bị xỉn hay sao mà ngã thế kia? Nhưng mà thôi, mình người lịch sự, mình là người thanh lịch. Khi mà trường hợp đấy xảy ra, mình phải tới mình giúp mọi người. Some water? Yes, please. Thank you. Cái vẻ mặt bạn ấy bây giờ thì có vẻ nó không thực sự chân thật và quan tâm với cái vấn đề và nó nghiêm trọng. Rescuing me. So, how do we do that? 100%? 100%? 100%. Okay, go, 100%. Good point. Khổ quá, không biết uống rượu nhưng mà kiểu sĩ diện nó lên ấy thì mình cũng phải uống hết thôi. Impressive. You can drink. 100% thật. Excuse me. Không biết sao nó xỉn quá. Okay. Have some of your food, please. Thank you. Bạn ấy hoàn toàn tập trung vào trong cái câu chuyện của bạn ấy, quên mất rằng là bạn ấy cần phải để ý rất là nhiều thứ. Giống như việc cái khăn của bạn ấy để không hề thanh lịch một chút nào. Và từ đầu đến cuối mình để ý rằng là bạn ấy không hề sửa chữa mà lỗi của cái khăn này. Cái bạn nhân viên hôm nay không hiểu bị làm sao mà lại còn hất nước vào người mình. Như kiểu là mình đang ở suối Tiên hay đầm Sen ấy. It's okay, it's okay. No, it's not okay. It's like I've been... It's okay. It's like I've been just like putting the water like this. What's happening here? Trời ơi, sao ông này dữ thế? Người ta không may, tại vì người ta chỉ có một ngày vất vả thôi thì tinh tính, có gì đâu mà phải hét ầm lên. Okay, I didn't mean it. I'm so sorry. Yeah, but at least bring some napkin or something. It's okay. It's she having a bad day. No. I'm fine with it. Like, you know, it's just a bit water on you. It's just alright. Oh, I'm fine with it. I can change it later on. Sự thanh lịch thể hiện không chỉ cách ăn nói mà theo cách hành động người ta đối xử những người xung quanh, thể hiện cái sự bình tĩnh khi mà những trường hợp như thế xảy ra. Thì mình nghĩ hôm nay mình đã làm được điều đó. And I hope to see you again. Oh, thank you. Nice to meet you. Pleasure. Nice to meet you. Nice to meet you too. What's your name? My name is Hani. Oh, nice to meet you. Khi mà tôi đẩy cửa ra, một bàn tiệc sang trọng và bên cạnh là anh QL, thì lúc đó tôi bị đơ. You're Ede, huh? Yes. Oh, very cool. Can you sing some Tây Nguyên music for me? Okay. Lấy thua trái cắn, hôi mắc lọc bùng bã nào. Tôi rất là thích. Cách chọn trang phục, tóc và những kiện của bạn. Là hát có tệ hay không nhưng mà Hen lúc đó hát rất là tự tin ấy. Với lại là mình muốn dành cảm xúc là một cô gái ED đang hát cho một anh chàng người Mỹ. I can dance. Do you have a dance? Yes, I love dancing. Despacito. Okay, Despacito. Khi mà bước ra Hen hơi bị đơ với cái phần nhạc này. Sorry, khách quốc thì Hen nghĩ là Hen làm tốt đấy. Gì đấy? Nói chung ngày hôm nay thì thấy chưa hoàn thành tốt lắm. Quên hết những bài của cô Trang dạy rồi. Ây. Hang Nie là một người rất là tinh tế trong cách xử lý từng tình huống. Cô ấy là một người cực kỳ chủ động. Và điều đó cũng là một phần lớn trong việc tỏa sáng. How are you? Yeah, I'm fine. How are you? Good. Please have a seat. Yeah, thank you. Cô gái này thì mở đầu có vẻ chưa có được tự nhiên. Gương mặt của bạn ấy khá căng thẳng. Come to was very shy and reserved. I could feel there was a small issue of confidence when she was talking. In terms of manners toward the situation at the table, I did feel she was a little bit lost. Hold on a second, pick up this one. I'm sorry, I just have to pick up this one. It's just It's okay. Hello? Khi mà bước vào bữa ăn mà anh ấy nhận được rất nhiều cuộc gọi và anh ấy nói rằng anh ấy đang có một cuộc họp trong khi anh ấy đang ở trong bữa ăn với tôi thì tôi nghĩ đó cũng là một điều bình thường thôi. Please, please. Yes.
Sorry, I just have to take this one. Hey babe, it's alright? Cô gái có vẻ hơi bị đơ, không biết phải làm gì. Tức là bà cứ đang cố tình không có quan tâm, không có tập trung tới bạn ấy để xem là bạn ấy ứng xử và xử trí như thế nào trên bàn tiệc. No, I don't know what time I'm gonna finish, but don't worry about it. I'll be home right there. Can I come your meeting right now? Oh no. Đây giống như là một sự chịu đựng của bạn đúng ấy trong bữa tiệc. Một cô gái đầy cam chịu. This music is so romantic. Tôi chưa bao giờ nhảy nhưng mà thật sự sau đó thì tôi cũng cảm thấy khá là thoải mái khi mà nhảy cùng với anh ấy. Excuse me, what's going on? I thought you were at a meeting. Sorry, babe. It's just my business partner. I swear, it's nothing happened. Trời ơi, tại sao mà cô ấy lại xuất hiện ở đây? Sao cô ấy nói như thể rằng là chúng tôi đang rất là bất chính vậy? Chị làm gì thế? We're just talking and... It's nothing. If you love... Không có gì à? Đúng rồi đấy. Không có, sao hai người ôm nhau thế? Đâu có ôm đâu. Ôm vậy hả? Mình thấy rõ ràng mắt mình đâu có đuôi đâu. Mình đâu có ôm đâu. Mình để tay ở trên tay của anh ấy đấy. Những cái cách mà bạn ứng xử vừa rồi thì hoàn toàn không thanh lịch một chút nào cả. Bạn ấy không kiểm soát được trong cái lời nói của mình. Thì bạn muốn làm gì? Nhưng đâu có muốn làm gì. Nhưng mà mình đứng đây dẻo làm cái gì? Hey, just come back. Just gonna have a nice drink. Thật sự đáng sợ ấy. Tôi cũng cảm thấy rất là hoảng hốt bởi vì là tại sao lại cô gái ấy lại quá là hung dữ như vậy. Babe, come back. Seriously, nothing happened. I swear, nothing happened. Khi mà chúng tôi đưa ra tình huống cô gái lạ đến và vô tình cho bạn ấy những cái lời không hay, thì bạn ấy quên mất rằng là dáng đứng, lời nói, ngôn ngữ hình thể thể hiện sự thanh lịch. Và điều đó là một điều mà tôi hoàn toàn thất vọng. Nice to meet you. Lúc tôi bước vào và cái người ngồi ở trong bàn tiệc đợi tôi lại chính là anh Kyle Jock thì cảm giác của tôi lúc đấy là vỡ òa. So how are you doing today? Cái này nói tiếng Việt đúng không ạ? Ồ chết rồi. Có khả năng nào là cả buổi nói chuyện đấy thì mình sẽ phải dùng tiếng Anh không? Và tôi đã rất lúng túng và rất sợ. Anh chính là một trong những thần tượng của em. Cảm ơn em nhiều. Cái khuôn mặt bạn ấy cả rất là căng thẳng. Đúng rồi, tiếng này hơi cứng, bạn hơi căng thẳng. Món đầu tiên khi đưa ra chính là món bánh mì bơ, một trong những món yêu thích của tôi. Tôi vẫn là một thí sinh thì tôi vẫn phải làm đúng cách, phải ăn theo thứ tự để ra tác phong của một người phụ nữ thanh lịch. Giờ mình muốn bạn ấy thoải mái một chút. Gồng nhiều quá. Mặc dù là bạn này cũng có cái sự chủ động đó, nhưng mà mình không thấy được cái sự tự nhiên. Mặn quá. Tôi là một người không thích ăn mặn và thật sự là cái món đấy đối với tôi nó thật sự là nó không hợp khẩu vị. Em có biết là Kiều Vũ không? Dạ Kiều Vũ ạ. Em không biết Kiều Vũ nhưng mà em biết mình nhảy một chút ạ. À thì nhạc hiện đại. Mình nhảy đi ha. Nhảy trước mà. Dạ. Đây là lần đầu tiên mà tôi được tiếp xúc với môn nhảy đấy luôn. Tôi rất hào hứng. Đúng rồi, nhóm đó. Cách Ngọc Nữ giao tiếp với Kyle thì nó còn hơi bị thụ động. Lời mà Ngọc Nữ nói ra thì cái người đối diện luôn có cái cảm giác là cô cứ phải đảo mắt lung tung để mà suy nghĩ, để tìm cái câu trả lời, chứ chưa thật sự là một cái người trong cuộc. Thì đây là cái điều mà Tiến rất là tiếc về Ngọc Nữ. Nice to meet you, Marcus. Thank you. Mình không thích mái tóc này của bạn ấy. Là bạn ấy không được đẹp lắm. Where's Marcus? Where are you from? I'm American. How long? Fine. Khi bạn này lúng túng thì bạn đảo mắt hơi nhiều và làm cho cái nét mặt của bạn không được đẹp. My ears not good. Okay, no problem. Sorry. Tiếng Anh của tôi thì tôi nghe được nếu anh
anh ấy nói chậm nhưng thật may là anh ấy còn nói tiếng Việt được. Wow. Thật sự là không muốn nuốt vào nữa ấy. Còn cay hơn cả món Huế. Em hát được không? Hát thì thật sự là em cũng hay hát nhưng mà em không biết. Chứ bây giờ nghe là cái nhạc Việt Nam. Thế em hát một đoạn. Ok, xin mời. Của quan họ Bắc Ninh. Anh hai ngồi bê lối quan họ. Thật sự lúc ấy là rất run và cố để chêm được cái lời vào cái bài hát đấy. Cố không làm mình tranh bị phô. Ô về mà lạ về cho chuyện. Ấy quan họ về mà là phía trao thiên. Hay quá, hay quá, hay quá. Cảm ơn anh. Nguyễn Thị Thơm có quá nhiều lỗi trong suốt những cái thử thách bạn ấy thể hiện khá là lúng túng và gần như là không kiểm soát được ngôn ngữ hình thể. Bộ đầm hôm nay tôi chọn là màu nude. Vì vậy thì tôi muốn làm cho diện mạo của mình tự nhiên hết mức có thể. Thì mình nghĩ rằng khi giao tiếp người ta sẽ chú ý tới đôi mắt và đôi môi nhiều nhất. Vì vậy thì đây là cái phần quan trọng nhất mà tôi muốn mình thật chỉnh chu. Nice to meet you. Pleasure. Cái dáng cô ấy khi bước vào tôi thấy cái lưng cô ấy hơi khum, có vẻ không có dõng dạc, không có tự tin lắm. Ngay khi bắt đầu nói chuyện với anh Parker bằng tiếng Anh, tôi gặp một chút căng thẳng bởi vì là những quy tắc trên bàn châu Âu và với một cái không gian sang trọng như vậy thì không phải đơn giản để tôi có thể làm tốt được. Do you know to play any instruments? Piano or? Yeah, I can play some piano. Can you show me a little bit? We have a piano, we just happen to have a piano. Okay, so it's my pleasure. Sure. Bản nhạc piano hôm nay tôi chọn là một bản nhạc nhẹ nhàng bởi vì tôi nghĩ rằng với một không gian lãng mạn như vậy thì những cái nhạc cổ điển hay là nhạc có tiết tấu quá nhanh sẽ không phù hợp. Bởi vì tôi đã tập trung vào các phím đàn rồi, vì vậy tôi không thể biết được là anh Marcus có biểu cảm ra sao hay là khi đó mọi người nhìn chúng tôi như thế nào, nhưng tôi chắc rằng đó là một cảnh tượng khá là thú vị. You know what? It's my pleasure to share this beautiful meal with you. I mean, I'm very impressed with Tan Hang. She was a very interesting person. From the moment she stepped in, she has a beautiful dress. She was very elegant with this. She also literate. She can play piano. But she did also highlight some other fact that it would be good as a Miss Universe Vietnam, she would pay attention. Hi, how are you? Hi. So nice to meet you. Nice to meet you. What's your name? Khi bước vào đó thì đầu tiên là tôi thấy cái khung cảnh ở đấy thì rất là lãng mạn, và gặp một chàng trai ở đấy thì tôi cũng thấy rất là bất ngờ. Ladies first. This is my mom's favorite dish. I just miss my mom. Và anh ấy đã bật khóc, tôi cũng cảm thấy hơi bất ngờ một chút. Sorry, I know you understand this and I feel affair with you. Tôi nghĩ rằng là anh ấy chắc chắn là một người rất là yêu thương bố mẹ. Bởi vì là bố mẹ luôn là người nuôi nấng chúng ta và luôn nấu cho ta những món ăn. Tôi rất thích cái tính cách này của anh ấy. So I'm professionally trained in singing Italian. Yep. So I'm gonna sing you an Italian song. You can dance to the song, okay? Yes, please. L'aurora di bianco vestita lo stiol. Can you sing Gaju? No. Cái lù. Huh? Cái lù. I don't understand. Nhã nhạc cung đình Huế. I don't understand. Đơn ca bài tử. I know, but I cannot sing. You can't sing it. Huh? Can you sing Fail? You're from Hanoi, but you can't speak. Bạn ấy quá là an toàn. Trong khi đây là những cái kiến thức rất là đơn giản về những ca khúc của Việt Nam. Từ đó có nghĩa rằng bạn ấy cần phải chuẩn bị những cái kiến thức của mình rất là tốt để có thể nhân cơ hội này để có thể chia sẻ với bạn bè quốc tế. Đến với thử thách này thì Tú hoàn toàn mất tập trung. Bạn ấy không tự tin và không thể hiện cho chúng tôi thấy được cái sự thanh lịch đáng có trong giao tiếp của bạn ấy. Bạn ấy bị cuốn vào cái câu chuyện của khách mời. Bạn ấy dường như là một cái người bị động trong giao tiếp và ứng xử. Bonsoir. Bonsoir. Ouais. Yeah, I'm good. Super. Yeah. Okay.
tại sao là đập tay, không lẽ là bạn bè? Nhưng mà là sao anh ấy lại đẩy cái ghế sang bên ngồi kế mình, giống như là anh ấy đang muốn tán tỉnh mình vậy đó. You understand me? Anh nói tiếng Anh cũng rất là ít, bởi vậy nên là mình có cái sự bất đồng về ngôn ngữ. Tuy nhiên là dựa vào cái cử chỉ thì mình có thể hiểu được và mình có thể giao tiếp được với anh. Yeah. Cầm cái khăn và phát một cái trước mặt mình trước khi mình dùng bữa thì mình cảm thấy có hơi khó chịu. Nghĩ rằng là chúng ta cần thể hiện cái sự khác biệt, nhưng mà không đến mức phải over quá như vậy. Tại vì chúng ta mới lần đầu giao tiếp, chúng ta mới lần đầu mới gặp gỡ, và chúng ta thể hiện như vậy thì hơi thân mật quá. Oh, I'm so sorry. Are you okay? This one today. Cái phụ đồ áo da đầm của mình. Mình cũng rất là giận, nhưng mà anh Marcus đã lau tay cho mình. Mình cảm thấy anh ấy rất là lịch thiệp, thiệt và mình rất thích hành động đó. It's okay with me. Yeah. What about you? Sure. Khi mà anh Marcus có cái hành động là muốn cố ý ngồi lại gần mình, đối với mình cái hành động như vậy thì chỉ có dành cho hai người đã yêu nhau rồi. Tiến cảm thấy rất là ấn tượng về cái sự tự tin của mấy anh trong giao tiếp. Tuy nhiên cô không có khoảng cách ngay từ đầu với cái vị khách mời Marcus. Cô chủ động đút thức ăn cho Marcus. Thì đây là cái điểm duy nhất mà Tiến thấy là Tiến chưa thích ở Mai Anh. Tôi tự nhận xét là khả năng ngoại ngữ của mình ở mức giao tiếp thôi, với lại cộng thêm không khí của phòng thử thách, cho nên là tôi có hơi chút hồi hộp. Enjoy. Món súp có vị chua và mặn và cay, rất là khó ăn. Cái món này tôi có một chút e dè với nó. Mặc dù nó rất là cay nhưng mà bạn ấy vẫn cố gắng để ăn một cách rất là thoải mái. Khi cô phục vụ bày món spaghetti lên thì tôi rất là háo hức, thì tôi đã dùng đĩa và cuộn lên một cục rất là to và ăn. Cảm giác háo hức đó bị sụp đổ hoàn toàn bởi vì vị mặn và cay, giống như là món spaghetti này để rất là nhiều muối ớt trong đó. Khi mà anh kêu gió phản ứng phun ra bàn, và đây là lần đầu tiên anh ấy gặp tôi cảm thấy có một chút gì đó kỳ lạ. Kyle đã liên tục cho bạn rất là nhiều những cái tình huống để thử thách, thì Phạm Hương muốn rằng là Bình Sơn phải bình tĩnh hơn một chút, chậm rãi hơn một chút để có thể quan sát được khách mời, để có thể giao tiếp được khách mời nhiều hơn nữa. Để từ đó thì Bình Sơn có thể phán đoán được là cái hướng giải quyết như thế nào là hợp lý nhất. Good evening. How are you? Khi mà Duyên bước vào một cái không gian rất là sang trọng như thế, ở Duyên rất là bồi hồi, bởi vì là không biết là phần thi của mình sẽ có những cái thử thách gì đây. Anh là người Mỹ, anh mới về Việt Nam, nhưng mà hình như là không biết là Việt Nam là như thế nào. Em rất là thân thiện, luôn chào đón khách. Yo, right? Sao vậy? You don't drink 100%, like that's when I hear in Vietnam you drink 100%, no? Sorry. Duyên là không hề biết uống bia và uống rượu. Thực ra là Duyên cũng không biết từ chối như nào cả. Thế là Duyên có nhấp ly lên uống một chút, cũng không say, cũng không may và không sao cả. How was the food? The food was good? Dùng mỡ được không nhỉ? Are you okay? Khi mà thấy cái chân cái đầm của mình rất là nhiều salad, Duyên cũng không có buồn hay là không có cáu gắt, thì Duyên nghĩ là cái đầm mày có về có mình có thể giặt được, chứ không có gì phải to tiếng hay là quát mắng chị nhân viên phục vụ lắm gì cả. Yeah, I get you an additional. Let me help you. Dường như là bạn ấy không có sự thoải mái với cái thử thách này, mà bạn ấy thoải mái với cái cuộc gặp gỡ này. Chỉ có thôi.
không sao. Em mở chiếc món mới. Hay được không? Em có thể múa. Tôi đã quyết định là tôi gửi đến tặng đến anh một tiết mục múa dân gian, đó là bài ấy, Bèo Giặt Mây Trôi. Miss Win could not speak English, but also didn't have the confidence. I would say as a Miss Universe Vietnam, you really want to, even if you cannot communicate in the language of the other person, you still want to play joke, you still want to be interesting, you still want to be fascinating because you represent Vietnam. Hi, how are you? Hi, I'm fine. Nice to meet you. Nice to meet you. Ngay từ đầu, anh Kyo York đã sử dụng tiếng Anh. Tôi không cảm thấy lo lắng bởi vì khả năng tiếng Anh của tôi đủ tốt để có thể xử lý trong những tình huống như vậy. Oh no! What do you think? It's a strategy. Ta cảm nhận, nhưng mà cái cách mà chúng ta xử lý nó tinh tế một chút. Yeah. Oh. So embarrassing. Oh, okay. I think that's better. Dường như là nữ nhân viên hôm nay thì khá là vụng về, làm cú sút lên người của tôi. Nhưng mà tôi vẫn cố gắng giữ được thoải mái của mình, giúp anh Kyo thoải mái hơn thì tôi thấy anh có phần khá là không hài lòng. What do you think you're doing? I'm so sorry. That's a joke. I can't believe you would do something like that. Sorry, I'll take something off. Bạn ấy vẫn rất thoải mái và bình tĩnh. Yeah. Ngày hôm nay thì anh Kyo đã làm khá là nhiều hành động thân mật, như là cài hoa cho tôi, kéo ghế lại gần, hay đàn cho tôi nghe. Nhưng tôi thì không cảm thấy là thoải mái với những điều đó. Và để giữ sự lịch sự của mình thì tôi cố gắng giữ khoảng cách với anh, cũng như là từ chối một cách khéo nhất có thể để không làm mất lòng. Lúc nào cũng có những cái tình huống xảy ra không có đúng theo cái ý của mình. Một ai nào đó họ sẽ có những cái ý khác. Đó là mình phải là một người đủ mạnh mẽ để mà đứng vững. Điều này Trang đã làm rất tốt. Bonsoir. Hi. How are you? Nice to meet you. I can be English a little. And you speak Vietnam? My Vietnamese is not so good, but hold on a second. Let me, maybe you can have a friend. I can have a friend who can translate for me. How is that? Hold on a second, because I'm standing with one of the most outstanding women. Because, you know, I can't speak Vietnamese, and she's standing in front of me, and I don't know what to do. Tôi chưa kịp cảm nhận nhưng mà nó cay quá. Tôi ráng cười xíu nhưng mà cuối cùng cũng nhả ra, tôi không ăn nổi. It's on the way, don't worry. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Fait longtemps, hein? Sacré bleu. Hi. Très belle. She's outstanding, isn't oh she? My god, you're beautiful. Yeah, right. Anh Max mời Robert, một người bạn của ảnh, đến để mà phiên dịch giúp Hương để mà có thể nói chuyện dễ dàng hơn. Nice to meet you, sorry. She's what's your name? It's Robert. I brought a gift for you. Come on, man. Just it's a gift. The first time I missed my friend. Anh Robert dựng cho mình những cái tình huống khó nữa, bắt đầu Hương phải xử lý từng cái một từng cái một. Dạ. Em nghĩ là khi mà anh gặp Mark thì this is not, there's nothing. But I asked as a friend to come and help me. And I came here. Did I? And I came here, right? How many years and I brought flowers for you. How many years we know each other? Dude, vấn đề căng nữa rồi. Không giúp đỡ được gì mà lại gì nữa. Hương có nghĩ ý định trong đầu là mình có nên bỏ đi để kết thúc cái màn diễn này không? Nói chung là đây là một cái sự hiểu lầm lớn và mình hẹn một dịp khác đi ha. Coi như là không có vấn đề gì hết. Right? Yeah. Yeah, man. Yeah, vâng. Yeah. Okay. Cảm ơn em nhiều ha. So we just, hai người, yeah, hai người bình thường chứ? Yeah. Bình thường. Yeah, we're sorry about that. Just, let me just talk to him a bit. Cái vui nhất là cái ở cuối cùng, tự nhiên là Matt dẫn Robert đi ra ngoài luôn. À, Hương nghĩ trong đầu là đây, thêm một mảng gì nữa đây và tự động cắt luôn. Sao nửa tiếng rồi con? Tiễn bạn mà nửa tiếng rồi chưa vào. Thật ra đối với Thiên Hương, Tiến thấy có một cái điểm cộng, đó là cái phần cô ấy chuẩn bị cái phần hình thức của mình rất là chỉnh chu, từ trang phục rất là đẹp nè,
rồi tới cái cách make up hay cái cách làm tóc của Thiên Hương thì rất là chỉnh chu, và cô ấy ăn điểm với Tiến ngay từ khi mà cô ấy mới bước vào, thì Tiến cảm thấy cái ngoại hình này rất là tốt. Tuy nhiên càng về sau thì cái diễn biến câu chuyện nó càng phức tạp, và những cái thử thách đưa ra thì Thiên Hương xử lý chưa thật sự tốt và chưa thật sự dứt khoát. Chúc mừng tất cả các bạn đã hoàn thành những thử thách vô cùng thú vị trong ngày hôm nay. Và một lần nữa tôi xin tất cả các bạn hãy dành một tràng pháo tay để gửi lời cảm ơn tới những vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Kyle York, Thực sĩ Phạm Minh Hữu Tiến và Marcus. Và trong thử thách ngày hôm nay thì chúng tôi đã cho tất cả các bạn với rất là nhiều những tình huống giả định. Và tôi tin chắc rằng đó sẽ là một trong những hành trang mà để tất cả các bạn hiểu như thế nào về cách cư xử thanh lịch. Và thí sinh thắng cuộc trong thử thách này là thí sinh Chu Thị Minh Trang, số báo danh 119. Xin chúc mừng bạn. Và người thắng cuộc sẽ nhận được giải thưởng, đó chính là một voucher chăm sóc da 50 triệu đồng tại Belo Medical Spa and Clinic. Và chưa hết, bạn còn nhận được một quyền ưu tiên đặc biệt đi thẳng vào thử thách thứ hai trong tập tiếp theo. Chúc mừng bạn. Và xin cảm ơn tất cả các bạn với những trải nghiệm rất tuyệt vời trong những thử thách của chúng tôi ngày hôm nay. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong thử thách tiếp theo. Những cô gái xinh đẹp và tài năng nhất của chương trình Miss Universe Hoa Hoàng Vũ Việt Nam 2017 sẽ bước vào những thử thách vô cùng thú vị với chủ đề Tôi Phong Cách. Họ đã có những bài học về cách trang điểm và định hình phong cách thời trang với chuyên gia trang điểm Minh Lộc và fashionista người mẫu Trương Thành Trúc. Ngay sau đó, các cô gái đã vận dụng kiến thức mình học được để bước vào thử thách trang điểm nhanh theo nhóm. 3, 2, 1, và những thí sinh xuất sắc nhất đã tiếp tục phải đối mặt với thử thách phối những trang phục vào sự kiện để thể hiện phong cách cá nhân của mình. Tôi thua rồi đấy. Những kịch tính nào đang chờ đợi 70 cô gái phía trước? Ai sẽ vượt qua và ai sẽ là người tỏa sáng trên hành trình chinh phục vương miện danh giá của cuộc thi Miss Universe Hoa Hoàng Vũ Việt Nam 2017? Cái sai của em không trung thực từ ngay ban đầu. Em biết điều đó mà. Đón xem tập tiếp theo của chương trình Tôi Là Hoa Hoàng Vũ Việt Nam 2017 được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ bảy ngày 21 tháng 10 năm 2017 trên các kênh của hệ thống truyền hình MobiTV và 21 giờ 35 tối chủ nhật ngày 22 tháng 10 năm 2017 trên VTV9. Thông tin chi tiết truy cập website www.hoahoanvuvietnam.com hoặc facebook.com/missuniversevietnam. I'm invisible.